Louisa ao cá marrom. Các anh em của mình phải
cái đi đi tạm vào cái đi nào. Bây giờ mình đi ra không biết đi đường nào. Dạ vâng, cảm ơn chị nhé. Nói chung đây là một khuôn viên tuyệt vời, rộng rãi đẹp thoáng mát, môi trường đẹp luôn. Các bạn có thể mua quả lưu niệm nhé, ở đây rất nhiều quả lưu niệm nhé. Đêm đi em làm đôi dép phải đi này.